Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phố Tài Chính được phát sóng trên VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, như vậy là nền kinh tế đã trải qua 3 quý đầu năm 2024 với những gam màu sáng ở 2 quý đầu năm và gam màu xám hơn trong quý 3 này bởi GDP của nền kinh tế cũng đã bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Trong cuộc họp báo của Bộ Tài chính diễn ra mới đây, đại diện Bộ Tài chính cho biết dù còn những khó khăn nhưng Bộ sẽ phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong những tháng còn lại của năm 2024 cùng với những giải pháp hỗ trợ nền kinh tế. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Tài chính, 3 quý đầu năm 2024 đã có những thuận lợi trong công tác ngành tài chính. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn khi bão số 3 xảy ra đã gây thiệt hại và làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ kinh tế xã hội và các mục tiêu tài chính khác. Bên cạnh việc chung tay khắc phục những thiệt hại do cơn bão gây ra, Bộ Tài chính cũng đã nỗ lực thực hiện thu ngân sách nhà nước ước đạt 85% dự toán tính đến thời điểm hiện tại. Dự báo thì năm 2024 này thì chúng ta sẽ đạt được cái nhiệm vụ về thu ngân sách nhà nước để đảm bảo cái nguồn lực cho các cái nhiệm vụ chi đã được Quốc hội thông qua. Một vấn đề nữa cũng đang được giới đầu tư quan tâm, đó là về dự thảo luật chứng khoán sửa đổi đã bổ sung thêm quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Việc nâng cao tiêu chuẩn nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp là cần thiết, nhưng giới chuyên môn cho rằng những quy định mới có thể gây hạn chế sự tham gia của các nhà đầu tư trên thị trường. Trả lời về vấn đề này, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định mọi quy định đều hướng đến bảo vệ nhà đầu tư và gia tăng tính minh bạch cho thị trường. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang có những cái đề xuất sửa đổi. Thì về cơ bản thì cũng không tăng cái nghĩa vụ trách nhiệm gì mà chủ yếu là đưa thêm những cái quy định khác làm sao để đảm bảo về tính minh bạch hơn nữa và bảo vệ các cho nhà đầu tư hơn nữa trên thị trường trái phiếu phát hành ra công chúng. Ngoài ra, báo chí cũng đặt câu hỏi về vấn đề giảm thuế hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân sau bão lũ. Bộ Tài chính cho biết những trường hợp gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh, nếu có hồ sơ miễn hoãn giảm theo quy định của luật quản lý thuế thì sẽ được hỗ trợ giải quyết sớm. Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý, các thành viên trên thị trường, các doanh nghiệp, nhiều ngân hàng niêm yết cũng đã chung tay hỗ trợ những khó khăn chung của các doanh nghiệp và người dân do bão lũ gây ra, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với sự bền vững và tin tưởng đối với các cổ đông trên sàn chứng khoán. Trên thị trường chứng khoán, ngành ngân hàng được coi là ngành dẫn dắt thị trường, luôn được các nhà đầu tư quan tâm và đầu tư. Sau khi bão lũ xảy ra, nhiều doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại nặng nề. Ngành ngân hàng đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ. Đơn cử như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, ngoài việc gửi số tiền ủng hộ đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngân hàng này đã giảm 50% lãi suất phải trả trong thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, SHB cũng cung cấp khoản vay mới với lãi suất chỉ 4,5% một năm cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Thống kê đến ngày 19 tháng 9, chúng tôi đang có ảnh hưởng được 251 khách hàng. Và cái mức chúng tôi ước tính từ tháng 9 đến tháng 12, cái mức lãi suất được giảm cho khách hàng là khoảng 40 tỷ đồng. Và tôi tin là trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục rà soát để có thêm những cái hỗ trợ tiếp theo cho khách hàng. Trong đợt bão lũ vừa qua, nhiều doanh nghiệp nhà xưởng đã bị sập đổ, các vật tư kho xưởng bị hư hỏng toàn bộ. Nên việc được hỗ trợ trong những lúc khó khăn như thế này đã giúp các doanh nghiệp có thêm động lực để tái thiết lại doanh nghiệp, qua đó khắc phục những ảnh hưởng đối với nền kinh tế. Với ưu đãi của ngân hàng với doanh nghiệp thì đây cũng là một cái để cho doanh nghiệp phát triển và cũng là hỗ trợ cho doanh nghiệp. Trong những ngày qua, trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng đã có sự tăng trưởng tích cực, cho thấy các nhà đầu tư và các cổ đông đã tin tưởng không chỉ là những kết quả kinh doanh khả quan của các ngân hàng, mà còn ghi nhận tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế của ngành ngân hàng. Bên cạnh những khó khăn thì đang có những gam màu sáng của nền kinh tế được giới đầu tư hết sức kỳ vọng. Đó chính là triển vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam đang đến gần hơn. Bộ Tài chính cũng đã thông qua thông tư 68 cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mua cổ phiếu mà không cần phải ký quỹ trước, non-free funding, và lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh. Các cải thiện này nhằm đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức xếp hạng tín nhiệm FTSE. Trong khi đó, FTSE cũng đánh giá thị trường Việt Nam có thể được phân loại lại từ trạng thái thị trường cận biên thành thị trường mới nổi thứ cấp. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 8 tháng 10 tới đây. Tuy nhiên, cũng còn không ít các nhà đầu tư hoài nghi về khả năng nâng hạng của thị trường Việt Nam. Để làm rõ hơn về vấn đề này, thì chúng tôi sau đây sẽ có cuộc trao đổi với ông Kang Moon Kyung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset MAS,
Công ty chứng khoán Mirae Asset là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tham gia thực hiện non-free funding cho các nhà đầu tư nước ngoài theo thông tư 68. Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Như ông cũng đã thấy, Việt Nam đã nỗ lực để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE. Theo ông, đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam đã đáp ứng đủ các tiêu chí nâng hạng mà FTSE đưa ra chưa ạ? Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE, đặc biệt khi Bộ Tài chính thông qua thông tư 68. Thông tư này cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu mà không cần ký quỹ trước, giúp tăng tính linh hoạt và cải thiện thanh khoản trên thị trường. Ngoài ra, những cải cách quan trọng như việc công bố thông tin bằng tiếng Anh cho nhà đầu tư ngoại cũng đã tháo gỡ những rào cản trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức như chu kỳ thanh toán và tỷ lệ giao dịch cần được khắc phục để đạt chuẩn quốc tế. Những cải tiến này là tiền đề quan trọng giúp nâng cao khả năng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi trong tương lai. Là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện non-free funding cho các nhà đầu tư nước ngoài theo thông tư 68, việc thực hiện đang được triển khai như thế nào thưa ông? Việc triển khai non-free funding tại Mirae Asset đang được thực hiện rất cẩn thận với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều khía cạnh như tài chính, pháp lý và công nghệ giao dịch. Mỗi bộ phận đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho hoạt động này, từ việc đảm bảo nguồn lực tài chính đến đáp ứng các yêu cầu pháp lý của cơ quan quản lý. Hệ thống giao dịch đã được nâng cấp toàn diện để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, không cần ký quỹ trước khi giao dịch. Điều này giúp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch linh hoạt hơn và giảm áp lực tài chính ngắn hạn. Đồng thời, chúng tôi đã tập trung đào tạo đội ngũ tư vấn để hỗ trợ các nhà đầu tư quốc tế hiệu quả nhất. Đội ngũ này không chỉ nắm vững quy trình giao dịch, mà còn có khả năng tư vấn các chiến lược phù hợp với bối cảnh thị trường Việt Nam. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ khi thông tư 68 chính thức có hiệu lực vào tháng 11 năm 2024. Khi thông tư có hiệu lực, chúng tôi kỳ vọng hoạt động giao dịch sẽ diễn ra trôi chảy và hiệu quả, tăng cường khả năng thu hút vốn ngoại vào thị trường Việt Nam. Đây không chỉ là một bước đột phá kỹ thuật, mà còn là chiến lược dài hạn để nâng cao sức hấp dẫn của thị trường với nhà đầu tư quốc tế. Như vậy, theo ông, khả năng Việt Nam sẽ được nâng hạng là như thế nào trong đợt công bố kết quả đánh giá lại tới đây của FTSE ạ? Khả năng Việt Nam được nâng hạng trong kỳ công bố vào tháng 10 năm 2024 là chưa cao. Tuy nhiên, đây là kỳ đánh giá quan trọng để FTSE ghi nhận những thay đổi tích cực mà Việt Nam đã thực hiện, đặc biệt là các cải cách về pháp lý và cơ sở hạ tầng thị trường. Điều này sẽ tạo nền tảng cho khả năng cho việc nâng hạng vào kỳ đánh giá lại vào tháng 3 hoặc tháng 9 năm 2025 với xác suất thành công rất lớn. Với việc Việt Nam đã đáp ứng phần lớn các tiêu chí quan trọng mà FTSE đề ra, cùng sự nỗ lực từ phía cơ quan quản lý, thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần hơn đến mục tiêu nâng hạng. Sự lạc quan này không chỉ đến từ các nhà đầu tư trong nước, mà còn từ các nhà đầu tư quốc tế, những người đang theo dõi sát sao tiến trình này. Ngoài những tiêu chí trên, thì ông đánh giá như thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay? Có phải là thời điểm thích hợp để tiến tới nâng hạng thị trường hay không ạ? Hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có tiềm năng phát triển lớn, đặc biệt với quy mô vốn hóa hơn 213 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 17 tháng 9 năm 2024, tương đương với nhiều quốc gia đã được FTSE nâng hạng. Quy mô này phản ánh sức mạnh của các doanh nghiệp lớn trong nước là yếu tố quan trọng cho mục tiêu nâng hạng. Thanh khoản thị trường cũng có dấu hiệu tích cực khi khối lượng giao dịch tăng và ổn định, cho thấy sự quan tâm từ nhà đầu tư, đặc biệt là khối ngoại. Định giá thị trường cũng đang ổn định, tạo ra một môi trường đầu tư an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế. Các cải cách mạnh mẽ về quản lý và giao dịch gần đây đã giúp cải thiện tính minh bạch và tính cạnh tranh của thị trường. Công bố thông tin bằng tiếng Anh đã giúp nhà đầu tư quốc tế dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam, từ đó gia tăng niềm tin. Những khách hàng nước ngoài của Mirae Asset cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường. Họ đặc biệt quan tâm đến các cơ hội đầu tư khi Việt Nam đang thúc đẩy các chính sách thu hút vốn ngoại. Nhìn chung, với những phát triển về quy mô, thanh khoản và việc cải cách quản lý, đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam hướng tới nâng hạng thị trường, mở ra nhiều cơ hội lớn cho nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, song song với việc nâng hạng thì cũng cần có thêm nhiều hàng hóa chất lượng, niêm yết trên thị trường. Theo ông thì sao ạ?
Bên cạnh mục tiêu nâng hạng, việc bổ sung thêm nhiều doanh nghiệp niêm yết có chất lượng cao là vô cùng cần thiết. Hiện tại, số lượng doanh nghiệp lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam còn khá hạn chế. Có nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc chưa đủ tiềm lực để thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư quốc tế, để thực sự cạnh tranh và thu hút vốn từ khối ngoại sau khi được nâng hạng. Thị trường cần có thêm các doanh nghiệp đầu ngành với quy mô vốn hóa lớn, hoạt động kinh doanh ổn định và khả năng tăng trưởng bền vững. Việc này không chỉ tạo niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế, mà còn giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư, tăng sức hấp dẫn cho thị trường. Đồng thời, quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm cải thiện chất lượng báo cáo tài chính, minh bạch thông tin và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra, Việt Nam sẽ cần phải làm những gì để có thể thu hút thêm các nhà đầu tư nhiều hơn trong thời gian tới? Để thu hút thêm nhà đầu tư, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện tính minh bạch trong thông tin và quy trình giao dịch, đảm bảo giảm thiểu rủi ro thông qua việc nâng cao hệ thống quản lý và giám sát thị trường. Bên cạnh đó, chính sách kinh tế ổn định là yếu tố then chốt để tạo niềm tin lâu dài cho nhà đầu tư. Đồng thời, cần nâng cấp hạ tầng giao dịch và quy trình thanh toán, đảm bảo tính chuyên nghiệp, nhanh chóng và an toàn để nhà đầu tư quốc tế có thể an tâm khi tham gia thị trường. Việc cải thiện các yếu tố này sẽ giúp tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh hơn. Việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và tính minh bạch không chỉ giúp thu hút nhà đầu tư mới, mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường về lâu dài. Còn đối với MIRA Asset Việt Nam, sẽ có những chiến lược như thế nào cho các nhà đầu tư nếu như thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong thời gian tới? Với tôn chỉ hoạt động là Client First từ những ngày đầu, chúng tôi luôn cố gắng làm tốt nhất để phục vụ các nhà đầu tư mọi thời điểm. Cụ thể, khối quản lý tài sản được thành lập nhằm mục đích không chỉ hỗ trợ chuyên sâu cho khách hàng giao dịch, mà còn tư vấn cơ hội đầu tư khác trên thị trường tài chính. Song song với đó, chúng tôi cũng mở thêm nhánh kinh doanh online để chăm sóc cho các nhà đầu tư có nhu cầu tự giao dịch, đồng thời có ưu đãi dành riêng cho tập nhà đầu tư này, như miễn phí giao dịch, các giải pháp cá nhân hóa hành trình đầu tư như My Ranking. Các báo cáo được thiết kế và trình bày dễ hiểu, thông tin ngắn gọn, có thể dễ dàng xem ngay trên ứng dụng My Asset. Trong trường hợp các nhà đầu tư cần các báo cáo chuyên sâu độc quyền hoặc cần sự tư vấn của đội ngũ chuyên môn cao, thì vẫn có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào. Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, như vậy là theo các chuyên gia, triển vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang đến rất gần và sẽ có nhiều cơ hội trong thời gian tới. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.